Thế tôi phải nói thêm là Iwo căn bản nhất của Iwo là ngu ngơ. Các bạn có thể thấy tôi đang ngu ngơ đây, là nhún, chính xác là nhún. Nó đặc trưng khác với Pop. Lớp hoặc Iwo luôn luôn di chuyển, Iwo luôn luôn nhún, ngu ngơ. Đấy chính là feeling căn bản nhất của Iwo. Và động tác đầu tiên đây là Smurf. Tòm 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 tòm. Các bạn có thể thấy ngô minh có thể gì đấy, người tôi lên lên xuống lên lên nhún, chỉ khác nhau ở chỗ là cơ thể chúng ta để hình lên những động tác khác nhau, nhưng mà cái chung nhất vẫn luôn luôn là nhún. Và bây giờ để bước vào động tác đầu tiên này nhá, cho các bạn chụm lại tay giơ lên, căng hết lồng ngực ra. Chúng ta có 4 nhịp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cứ thế lặp lại. Mỗi nhịp chúng ta nhún một lần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, đơn giản thế thôi, đơn giản, cực kỳ đơn giản. Và hơn hơn một bậc nữa các bạn à, ngoài đứng yên một chỗ, các bạn có thể di chuyển vô minh theo nhiều hướng khác nhau bạn muốn. Và đấy là điều tuyệt vời nhất với hốt, là bạn có thể luôn luôn biến hóa nó. Không nhất thiết Smurf là phải đứng yên tại một chỗ, Smurf có thể sang trái, sang phải, đi vòng mọi hướng. Đấy là yêu hốt. Và động tác thứ hai là quét vòng 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 vòng. Các bạn thấy không? Vẫn là cái feeling này, lên xuống, nhún nhún, chân vẫn chụm lại, This is Naga business chân vẫn chụm influence right here at its finest. đổi bên này, tan tan, đổi bên, lên xuống, đổi bên, sang sang, lại nhá, một này, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Khi các bạn đã quen được động tác thì chúng ta có thể đan xen các cái động tác nhỏ khác nhau. Ví dụ như bạn thể đấy, như bạn thể thấy là tôi làm cả hai hướng khác nhau, cả hai hướng. Bắt đầu từ động tác đầu tiên nhá, một mớp này, năm năm sáu bảy tám, một hai ba bốn năm sáu bảy tám, một hai ba bốn năm sáu bảy, một hai ba bốn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với động tác thứ ba, đây là Reebok. Đầu tiên